Xin chào các bạn. Ôi, chiếc xe này dễ thương quá. Mẹ ngồi lên được không? Ngồi được, ngồi đi. Mẹ ngồi nhá. Mẹ ngồi nhá. Thư xe của mấy bé hả? $350. Thương không? Dễ thương không? Quá dễ thương luôn. Hết cái hộp này, hộp mình lấy lại giấy lại được. Có lấy hết rồi. Dịch bùng lên là họ lại mua nhiều. Hết cái hộp trong hộp rồi, mới đỡ cái giấy. 15 đồng giảm 3 đồng, còn 12 đồng. Đùi gà làm một cơm gà hả? Cua này 40 đồng mà ăn không được à? Không ngon lắm, không bằng cua mình đâu. Kinh Grab này, 80 đồng này. Ngon không các bạn ơi? 70 đồng. Quay lại, thùng cua này 32 đồng một bao bạn. Nó hốt đồng 99, bây giờ là tính là 2 đồng một bao. Cái thùng này ở trước có hơn 200 đúng không? Bây giờ là hồi xưa là có 23 đồng, 24 đồng một bao thôi. Bây giờ lên giá này. Bây giờ là hơn 300, 320 một thùng này luôn. Cùng đúng không các bạn ơi? Lên giá để cho cái sợ bóc cỏ nó bao về nhà nó ăn. Lên giá dễ dàng luôn, nó lên cả 100.000 luôn. Không có lộn, 100 đồng. Trong này 20 đồng. 9 đồng 3, 10 đồng 3. Hôm nay có 6 đồng ra thôi. Hôm nay còn đầu, còn đuôi, còn râu. Các bạn ơi, vịt cốt cầu vẫn còn nhiều lắm. Cốt cầu nhiều lắm. Mua vịt này về nấu bún ăn nha. Ngon. Dễ ăn. Hai con. Cái món. Áo thun này, áo thun của Việt Nam này các bạn, kiểu này, này. Nhiều size lắm, có mấy màu, 4 màu, rất là màu trắng à, màu trắng, 21.000 này. Cái này 3.500, 3.500 ở cái phòng này. Cỏ cái đẹp quá, đẹp quá đi các bạn ơi. Cái này 1.000 này, cái này 1.000 dễ thương. Chủ nhật vào đông chứ. Ôi sao nắng nó dữ vậy. Nắng nó rẽ mát luôn á. Ôi nắng quá đi. Nắng rẽ mát còn ngon luôn các bạn ơi.
Mình ghé vào đây mình mua khoai lang. Chợ này hôm trước mình ghé vào rồi đó. Hành cà tím là cứ lựa mấy trái to là mua làm chi trời. Mua cà tím mà mua cho mấy cái trái này này. Cà tím mua mấy trái nhỏ nhỏ thân thon dài dài này, nó mới non này. Có cái trái này nè các bạn ơi. Cái này trái gì? Như là bóp á. Trời ơi các bạn. Tới mua khoai lang. Rất nhiều nước sốt luôn. Ở đây nhiều nước sốt cực luôn. Khoai lang vàng nè. Khoai lang vàng lựa mấy cái trái như thế này nó mới ngon nè. Đây. Là 1 đồng 29. Rất cao các bạn ơi. Hôm trước mua khoai lang kia ăn không ngon, nay đổi như xong mua khoai lang này ăn. Thơm quá, cái mùi mùi gì thơm, có mùi bắp mùi gì thơm quá ta ơi. Ngon quá, cái mùi gì mà thơm mà đói mà tôi thấy thèm vậy trời. Ngon quá. Xem khoai vàng ở đây ngon không nha. Như thế này thôi các bạn, không ngon một chút nào hết. Ôi cái đậu phộng tươi luôn các bạn ơi. Các bạn mua về luộc ăn này. Ngon chưa này? Ngon chưa? 2 đồng 2 đồng 29. Ngon không? Kem này rất ngon nha các bạn ơi. Những ngày trời nắng nóng mình mà lấy một cây ra ăn ấy, đã ăn lắm luôn á. Đậu này, đậu ở chợ trời nữa các bạn, đậu ở chợ trời, đậu này là 1 đồng 69. Sao ngon lắm, ngon chưa này, cực kỳ ngon luôn. Tỏi tím này cực kỳ cũng ngon luôn ấy, thơm lừng luôn đấy các bạn ơi. Tỏi tím ở chợ trời nha, này 69 sen. Ôi tỏi này thì cực kỳ chất lượng này, thơm lắm, đứng bên cạnh của nó thơm cực kỳ luôn á. Ghé chợ trời mua nha. Rất nhiều đồ luôn. Đi lẹ về lẹ này. Chỗ này 12 đồng này các bạn. Mình luộc 6 củ khoai rồi. Cà tím 1 đồng 1 trái. Khoảng 23 ngàn Việt Nam mình. Khoai lang thì 8 đồng. Hành thì 1 đồng rưỡi. Cà tím thì 2 đồng rưỡi.